chỉ với tờ 5.000 đồng chỉ bằng 1/10 ly trà Phúc Long thôi. Vậy thì các bạn sẽ được trải nghiệm mua những cái sản phẩm gì ở bên Thanh Thúc Đức của chúng ta? Vậy thì bây giờ Thanh mời tất cả các anh chị cũng cùng với Thanh, chúng ta sẽ trải nghiệm 5.000 đồng mua hàng tại Thanh Thúc Đức nhé. Thử thách 5.000 đồng mua hàng tại Thanh Thúc, let's go. 5.000 đồng một đôi găng tay tiệt trùng 6 chấm, 6.5, 7 chấm, 7.5. Đây, quần lót giấy 5.000 đồng, 3 quần lót giấy. Một cây cọ quét mặt nạ chỉ với 5.000 đồng. Một cây chét mặt nạ chỉ với 5.000 đồng. 10 cái khẩu trang 5.000 đồng. Một đầu kim nano chỉ với 5.000. Bofidin 5.000 đồng. 5.000 đồng 2 gói tăm bông bạch tuyết. 5.000 đồng 25 que bè lưỡi gỗ. Vậy thì 200 đồng ngọc que. Một chai nước muối 500ml chỉ với 5.000 đồng. Điện qua số điện thoại hotline này nhé. Thời gian sale từ lúc 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối.